đậu bánh cuốn cho chồng đem theo đi làm luôn nè. Cái cây này phải ngâm vô nước nha, đó khử nó mới ra dễ. Kéo lên, thấy không, đập cuốn ra, tháo ra đi xì, bỏ cây nước vô, sáng này vô, để cái miếng giấy này nè cho nó nhiễu, không có nhiễu nước đó. Đó, đi ngang cho nó không nhiễu cái lò khỏi dơ nè, dục giấy luôn. Easy ha, dễ. Để lại, để nhìn vô. Làm một tay nó hơi khó, nó không cũng tròn. Yeah, đó. Rồi đem vào giỏng đi làm luôn. Còn này thích ăn bánh nước không nè, ăn bánh nước không, cho một cái bánh nước không. Yeah, vậy đó. Đó, vừa làm xong này, cái xe qua này nữa là đã chín rồi. Được chưa? Chắc rồi. Cái chán vừa xong là cái qua mở nữa, chán vừa xong mà qua mở nữa. Easy. Làm vậy cho hết luôn, cái liên tục đi tục vậy đó. Yeah. Nhớ phải có cái cây này nè. Rồi, yeah, ok.